Những tấm vé đầu tiên lọt vào vòng knockout Euro đã có chủ và chắc chắn các cổ động viên không muốn bất kỳ ngôi sao nổi bật nào phải sớm chia tay giải đấu trên đất Đức. Thậm chí khi đối tượng được nói đến là chủ nhân năm quả bóng vàng Cristiano Ronaldo thì sự kỳ vọng còn tăng lên gấp bội. Tất nhiên, màn trình diễn của CR7 cùng các đồng đội trong cuộc đấu với Cộng hòa Séc có những điểm cần cải thiện, nhưng mọi chỉ trích sẽ tan biến nếu sẽ lên sao châu Âu thắng thuyết phục ở trận cầu sắp tới. Tuy vậy, Thổ Nhĩ Kỳ sẽ là bài toán không dễ giải với Bồ Đào Nha khi thầy trò Vincenzo Montella đang cực kỳ hưng phấn sau chiến thắng cảm xúc trước Georgia. Bằng quyết tâm cao nhất, Arda Güler cùng các đồng đội đã sẵn sàng tạo nên cơn địa chấn trước Bồ Đào Nha ở cuộc đụng độ vào lúc 23 giờ thứ Bảy ngày 22 tháng 6 trên chảo lửa Signal Iduna Park. Theo đó, bảng F có thể lọt top những bảng đấu hấp dẫn nhất Euro cho đến thời điểm hiện tại khi cả hai trận đấu đầu tiên đều diễn ra theo những kịch bản cực kỳ điên rồ. Ở cuộc đụng độ giữa Bồ Đào Nha và Cộng hòa Séc, kết quả chỉ được ấn định sau bàn thắng quý hơn vàng của Francisco Conceição ở thời gian bù giờ. Về cơ bản, đó là màn đụng độ mà CLSAO châu Âu lấn lướt đối thủ về mọi mặt, nhưng sự vô duyên của CR7 cùng các mũi nhọn khác khiến họ suýt chút nữa phải ôm hận. May mắn cho thầy trò Roberto Martinez là những sai số từ Cộng hòa Séc đã giúp tập thể Á Bã Chầu lật ngược thế cờ để giành trọn 3 điểm. Dù cho đây chưa phải một màn trình diễn vượt trội như kỳ vọng, ông thầy 50 tuổi vẫn thể hiện cái duyên của mình khi duy trì thành tích toàn thắng khi dẫn dắt Bồ Đào Nha tại các cuộc đấu chính thức. Thế nhưng có một chi tiết cần nhắc lại là nhà vô địch châu Âu 2016 hiện chỉ đứng thứ hai tại bảng F vì ngôi đầu đang nằm trong tay Thổ Nhĩ Kỳ. Hiểu một cách đơn giản, trận thắng của Hacan Çalhanoğlu cùng các chiến hữu trước Georgia là một trong những cuộc đấu mãn nhãn nhất Euro cho đến lúc này. Ở cuộc đụng độ kể trên, cả ba bàn thắng của Medmundur, Arda Güler và Akotukuru đều cực kỳ cảm xúc, nhưng có lẽ pha lập công từ Arda Güler là đáng nhớ hơn cả. Siêu phẩm của tài năng 19 tuổi quả thực quá ấn tượng và danh hiệu cầu thủ hay nhất trận mà ngôi sao thuộc biên chế Real Madrid nhận được là hoàn toàn xứng đáng. Thậm chí Sao Mai sinh năm 2005 còn phá kỷ lục của Cristiano Ronaldo khi trở thành cầu thủ trẻ nhất từng ghi bàn ở trận ra mắt đấu trường Euro. Rõ ràng, dưới sự dẫn dắt của tiểu phi cơ Vincenzo Montella, Thổ Nhĩ Kỳ đang có những nét đầy tươi mới và họ vẫn đang thành công với việc mạnh dạn thử nghiệm những sao mai tài năng. Ngay ở cuộc đấu với Georgia, Thổ Nhĩ Kỳ đã trở thành đội bóng thứ hai trong lịch sử Euro để hai cầu thủ tuổi tin đá chính là Arda Güler và Kenan Çidiç. Những cập nhật trên khiến huấn luyện viên Vincenzo Montella phấn khích và chiến lược gia người Ý không ngại nêu rõ tham vọng, có phát biểu: "Giấc mơ của chúng tôi chỉ vừa mới bắt đầu và Thổ Nhĩ Kỳ phải cố gắng đánh bại Bồ Đào Nha. Nếu làm được điều đó, chúng tôi mới có thể nghĩ đến mục tiêu tiếp theo." Bên kia chiến tuyến, huấn luyện viên Roberto Martinez đã cho các học trò nghỉ tập một ngày sau chiến thắng trước Cộng hòa Séc để giúp họ hồi phục thể lực cũng như có tinh thần thoải mái hơn. Rõ ràng màn trình diễn vừa rồi của CLSAO châu Âu chưa thể làm hài lòng những cổ viên khó tính. Và chính các ngôi sao của nhà vô địch châu Âu 2016 cũng biết mình phải tỏ ra sắc bén hơn ở cuộc đụng độ trước mắt. Tất nhiên, Cristiano Ronaldo vẫn là cái tên đáng chú ý nhất bên phía tập thể Á Bã Chầu khi ngôi sao 39 tuổi vừa trở thành cầu thủ đầu tiên ra sân ở 6 kỳ Euro khác nhau. Thậm chí nhiều thông tin gần đây còn khẳng định sân chơi trên đất Đức chưa phải giải đấu lớn cấp độ quốc tế cuối cùng trong sự nghiệp của CR7. Nguyên nhân là do huyền thoại Real Madrid còn muốn góp mặt ở World Cup 2026 để tiếp tục cuộc hành trình tìm kiếm cúp vàng thế giới. Thế nhưng trước khi nghĩ đến câu chuyện trên, Ronaldo sẽ cần mở tài khoản bàn thắng tại Euro lần này để làm hoành tráng thêm kỷ lục về số pha lập công tại ngày hội bóng đá lớn nhất châu Âu. Cụ thể, chân sút 39 tuổi đang là chân sút vĩ đại nhất giải đấu với 14 lần phá lưới các đối thủ lớn nhỏ khác nhau. Quan trọng hơn, trụ cột Al Nassr hiện ở rất gần cột mốc 900 bàn thắng trong sự nghiệp và chắc chắn chủ nhân 5 quả bóng vàng muốn hoàn thành dấu mốc tròn trịa kia ngay ở sân chơi trên đất Đức. Tuy vậy, một mình sự nỗ lực của Ronaldo chắc chắn là không đủ để Bồ Đào Nha nuôi mộng vô địch. CLSAO châu Âu cần các trụ cột khác như Bruno Fernandes, Bernardo Silva hay Rafael Leao tỏ ra sắc bén hơn trong những đợt tấn công. Ngay cả hàng thủ toàn sao với những Ruben Dias hay lão tướng Pepe cũng cần giữ tối đa sự tập trung để giúp Bồ Đào Nha tránh khỏi viễn cảnh rơi vào thế bám đuổi như cuộc đấu với Cộng hòa Séc. Cũng phải nhắc lại rằng, trong 6 trận đấu gần nhất, hàng thủ CLSAO châu Âu chỉ giữ sạch lưới một lần và đây là thống kê buộc huấn luyện viên Roberto Martinez phải lưu tâm. Thêm một chút thông tin thì hiện tại báo chí chưa ghi nhận ngôi sao nào bên phía Bồ Đào Nha gặp phải vấn đề về thể trạng. Vì vậy, khả năng cao nhà vô địch châu Âu 2016 vẫn ra sân cùng đội hình 3-4-3 với những nhân tố quen thuộc. Cụ thể, thủ môn Diogo Costa bắt chính và được hỗ trợ bởi ba ngôi sao Nuno Mendes, Pepe và Ruben Dias. Trong khi đó, Diogo Dalot và João Cancelo đảm nhận hai hành lang cánh của CLSAO châu Âu, còn Vitinha cùng Bruno Fernandes gần như chắc chắn giữ được suất đá chính. Trên hàng công, Ronaldo vẫn là lựa chọn số 1 và nhận sự hỗ trợ của Rafael Leao cùng Bernardo Silva. Tất nhiên, ban huấn luyện tập thể Á Bã Chầu hoàn toàn có thể thực hiện một số sự điều chỉnh vào phút chót khi băng ghế dự bị của Bồ Đào Nha cũng toàn những cái tên quen mặt với người hâm mộ
Theo đó, Diogo Jota cho Paninha, João Félix hay người hùng trận trước, Francisco Conceição có thể sắm vai dự bị chiến lược. Bên kia trên tuyến hậu vệ phải, Mundua đã phải rời sân sớm trong cuộc đấu với Gruzia do chấn thương. Nếu cầu thủ vừa nêu không kịp hồi phục thì Zeki Celik là cái tên thay thế. Bên cạnh những nhân tố khác ở bộ tứ vệ là Samet Akhadin, Aboukerim Badaki và Fedi Cardioglu. Trong khi đó, thủ môn Mert Günok là sự lựa chọn số 1, nơi khung gỗ còn đội trưởng Hakan Çalhanoğlu và Kayhan Yayan án ngữ ở đáy hàng tiền vệ. Trên hàng công, Yilmaz là cái tên đá cao nhất và nhận sự hỗ trợ của bộ ba Arda Güler, Okan Buruk và Kenan Jidit. Tất nhiên, phần lớn những cái tên vừa nêu không quá quen thuộc với phần đông người hâm mộ và chính máy tính cũng chẳng đánh giá cao xác suất có 3 điểm của thầy trò Montella. Theo các tính toán, Bồ Đào Nha có tới 61% khả năng chiến thắng, trong khi thống kê này bên phía Thổ Nhĩ Kỳ chỉ là 17%. Tỷ lệ trên còn thấp hơn xác suất hai đội chia điểm và có lẽ tỷ số hòa cũng là kết quả chấp nhận được với Arda Güler cùng các đồng đội. Nguyên nhân là bởi bảng xếp hạng FIFA mới nhất cũng nêu bật cách biệt giữa hai tập thể, khi Seleção châu Âu xếp thứ 6, còn đối thủ sắp tới của họ đứng hạng 42. Quả là một khoảng cách lớn và chênh lệch trình độ giữa hai bên còn thể hiện ở lịch sử đối đầu. Trong 5 lần chạm trán gần nhất, Bồ Đào Nha thắng tới 4, còn Thổ Nhĩ Kỳ chỉ được hưởng niềm vui ở một lần duy nhất. Thậm chí nếu thu hẹp phạm vi thống kê thành các cuộc đấu ở Euro, thì Seleção châu Âu toàn thắng cả 3 trận cùng việc chưa để đội bạn chọc thủng lưới lần nào. Tất nhiên, khi bóng chưa lăn thì mọi thông tin đều chỉ để tham khảo, và cũng đừng quên tập thể đứng thứ 3 trên bảng xếp hạng FIFA là Bỉ đã thi đấu thất vọng ra sao. Do vậy, chắc chắn Roberto Martinez cùng Vincenzo Montella sẽ tung ra sân đội hình chất lượng nhất và quyết tâm đả bại đối thủ. Các ngôi sao của hai đội cũng hiểu rằng một chiến thắng đồng nghĩa với tấm vé vào vòng knockout và thời điểm định mệnh đã ở ngay trước mắt. Thậm chí tập thể có trọn vẹn 3 điểm trên sân Signal Iduna Park vào đêm thứ 7 khả năng cao sẽ đi tiếp với ngôi nhất bảng F. Khi đó có thể dựa vào tình hình để cất các trụ cột lên băng ghế dự bị ở lượt đấu cuối cùng, cũng như chờ đợi một đối thủ vừa sức tại vòng knock out. Với kịch bản ngược lại, nhận thất bại trận cầu sắp tới sẽ mang đến rủi ro rất khó lường, khi Gruzia cùng Cộng hòa Séc cũng cho thấy những dấu ấn nhất định trong lối chơi của mình. Không fan Bồ Đào Nha nào muốn Seleção châu Âu lâm vào hoàn cảnh trên, và giờ là thời điểm Ronaldo cho thấy giá trị bản thân. 10 bàn thắng mà CR7 có được ở chiến dịch vòng loại thể hiện chân sút 39 tuổi vẫn còn rất quan trọng với lối chơi mà tập thể áo bã trầu đang theo đuổi, và có lẽ việc im tiếng ở cuộc đấu với Cộng hòa Séc chỉ là do thiếu may mắn. Ngay cả cái cách mà trụ cột Anasar ăn mừng sau khi đội nhà giành 3 điểm ngày ra quân cũng đầy cảm xúc và chứng minh khát khao mà chủ nhân 5 quả bóng vàng mang trong mình là lớn đến như thế nào. Tuy vậy, mọi thứ sẽ chỉ có nghĩa khi Ronaldo sớm mở tài khoản bàn thắng để giúp Bồ Đào Nha vững bước trong cuộc đua đến ngôi vô địch. Còn nếu tiền đạo 39 tuổi tiếp tục im tiếng, những lời chỉ trích sẽ lại xuất hiện, và kèm theo đó là khả năng huyền thoại Real Madrid phải ngồi dự bị ở đội tuyển quốc gia. Một kịch bản nghe thật xa lạ với thủ quân Seleção châu Âu, và chắc chắn chân sút kỳ cựu sẽ chiến đấu để giữ sự tôn nghiêm của mình.